Lu, hôm nay ba với con trải lòng nha, được không? Được không? Được. Con mong muốn nhất là điều gì? Trúng vé số. Trúng vé số hả? Mà vé số gì? Thì đương nhiên là trúng Việt Lót rồi, còn hỏi nữa. Việt Lót. Lót, lót. Việt Lót hả? Vậy đó giờ con có mua Việt Lót chưa? Mua té khói luôn. Vậy con có trúng lần nào chưa? Tôi mà trúng giờ này tôi còn nằm đây nói chuyện với ông mới sợ. Vậy chứ trúng rồi mày tính gì đâu? Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mặt nó bớt ngáo. Ngáo quá. Bộ mày ngáo lắm hả? Tuy ngáo nhưng mà tôi không có láo đâu nha. Mày nói mày mua nhiều mà tại sao mày không trúng gì luôn? Hả? Gì? Sao không trúng? Không có biết dò. Trời đất ơi, không biết dò mà chơi sổ số Việt Lót gì luôn. Ủa vậy là mua về phải dò nữa hả? Chứ còn gì nữa. Không dò sao mày biết mày trúng? Con ngáo này. Vậy có ai trúng chưa? Có 6-7 người gì trúng rồi. Vậy chắc do tôi không dò cho nên tôi bỏ lỡ mấy lần á. Tổ chè. Ờ tiếc thật. Ủa vậy giờ muốn dò à? Dò ở đâu? Đâu trời. Chỉ cách dò đi chiều nay đầu tư tiếp chức nhẹ và chục tờ coi nè. Thôi ông chỉ đâu. Trời ơi ông không chỉ mày đâu, ông Khang này ông kẹo lắm. Vậy mày chỉ tao đi lú, tao mà trúng tao dẫn mày đi phẫu thuật cho bớt lú. Dẹp. Tao thích lú cho nên dẹp. Tao không chỉ đâu. Đúng rồi lú, con đừng có chỉ nó tại cái app sổ số Mega nha. Để mình ba với con trúng là được rồi hết luôn ha. Ờ con biết rồi, biết rồi, con không có chỉ nó đâu. Hai cho con mấy người xấu tính bà cứu luôn. Tao lú với tao không có ngu. Dù có giết tao cũng không chỉ mày tải app sổ số Mega Việt Lót gì đâu. Thế ba ha, con miếng đi ba. Mày đúng lú luôn á.